Hi, xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của MeToMe cùng Tuấn Rồn. Hôm nay thì Tuấn và mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái lỗi rất phổ biến trên dòng đàn Casio, dòng Pre-VA. Pre-VA là một dòng đàn rất là phổ biến của Casio với bàn phím, gọi là bàn phím búa đó bạn, bàn phím piano. Thì đàn phím này đánh rất là sướng nha, phím đánh rất là sướng, nhưng có một cái lỗi duy nhất đó là bàn phím này rất là hay bị sập phím. Phím thì cảm giác phím của cái đàn này rất là ok, nhưng mà lỗi phổ biến nhất sau một thời gian sử dụng thì các bạn sẽ thấy nó bị một cái lỗi sập phím, và hết 90% các dòng đàn Pre-VA sẽ bị như vậy. Pre-VA là một dòng đàn của hãng Casio. Thì như các bạn đã thấy, mình đã mở hết cây đàn này ra rồi. Thì cách mở đàn như thế nào các bạn cứ tham khảo một số anh em khác, người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mở. Đây là dòng Pre-VA PX330 nha các bạn. Thì riêng cái dòng Pre-VA này nè các bạn, thì cái lỗi sập phím là một cái lỗi rất là khó chịu, và hầu như ai cũng kêu ca cái dòng đàn này như vậy hết. Nhưng mà các bạn yên tâm, những cái lỗi sập phím như vậy thì MeToMe mình đã có cách giải quyết được rồi. Đó là mình sẽ mở ra và thay toàn bộ những cái đệm cao su ở dưới phím của tất cả các phần phím luôn. Tại vì sau một quá trình sử dụng thì tất cả các đệm cao su này nó đã bị lão hóa rồi. Tí nữa thôi mình sẽ mở ra cho các bạn thấy, và các bạn sẽ thấy nó kinh khủng như thế nào. Rồi, chúng ta bắt đầu. Thì đây, khi mà chúng ta mở được cây Casio ra rồi, các bạn lấy bàn phím ra như mình nha. Rồi sau đó các bạn sẽ để ý ngay chỗ cái góc này. Đây, ngay chỗ cái góc này các bạn tách ra. Chỗ này là nhựa mềm, còn bên đây là nhựa cứng. Thì ngay ở khu vực miếng nhựa mềm này nè, thì các bạn sẽ thấy là nó có cái khớp này. Và các bạn dùng cái nhíp các bạn tách nó ra được. Rồi, các bạn tách ra giống như mình. Rồi, hai bên luôn nha các bạn. Hết sức nhẹ nhàng vừa phải thôi nha, không tách mạnh quá. Rồi thì các bạn sẽ lấy được cái phím lên ngay. Các bạn sẽ xem kỹ thuật viên của mình làm rồi. Và bây giờ Tuấn đã lấy lên được rồi. Thì tại sao nó phải có cái khớp đó để nó giữ cái phím của mình lại, để cho mình khi mình đánh xuống thì nó giữ cái đầu đó lại. Rồi các bạn xem, nhìn ở đây. Đây là cái khu vực mà có cái đệm cao su, nhưng mà cây đàn này cũng từng ai đó sửa chữa rồi, cho nên cái đệm này cũng không phải là cái đệm của hãng nữa, mà cái đệm cục ni lông. Thì các bạn thấy cái miếng ni lông này người ta đã cố gắng sửa chữa nhưng mà không thành công. Thì đây, các bạn có thể thấy thêm, Tuấn vừa mở thêm ra. Đây, các bạn thấy nè, đây là một cái loại đệm cao su. Đây là một loại đệm cao su. Nó đỡ cái phím của mình lên, để cái phím của mình nó chống vậy. Đó, các bạn thấy không? Thì bây giờ mình sẽ phải mở hết tất cả những cái này ra. Mình mở hết phím ra rồi mình sẽ cho các bạn thấy. Rồi, như các bạn đã thấy, những cái phím cuối cùng thôi nhưng mà mở rất là khó khăn. Thì mình và Tuấn đã mất rất là nhiều thời gian để có thể mở được cái loại phím đàn của cây Casio Pre-VA này. Nó có một cái cách mở nhưng mà không phải dễ dàng. Đó là chúng ta tách hai cái khe này ra, sau đó chúng ta lôi cái phím ngược về phía sau, lôi theo chiều này. Chúng ta tách cái khe chỗ này ra cho nó mở cái miệng ra, rồi chúng ta lôi cái phím đàn về ngược về phía sau. Nhưng mà đó là cái lý thuyết thôi, còn khi làm rất là khó nha các bạn. Mình phải có những cái dụng cụ chính xác của nó. Thì hiện giờ mình đang dùng một cái nhíp như vậy. Nãy giờ là cả một quá trình tầm khoảng 10 phút rồi mà mở vẫn chưa xong. Tức là một cái đàn này mở ra, bàn phím mở rất là khó khăn nha các bạn. Mình phải chú ý mở làm sao để không bị gãy, đảm bảo kỹ thuật và nhanh được. Thì có thể là chúng ta phải làm nhiều cây thì mới có thể quen được
đó là một trong những cái cách mở của cái đàn này, thì các bạn chú ý để sau này mình có gặp sự cố thì mình tự sửa ở nhà cũng được. Những cái này nó không phải là quá khó, nhưng mà phải có đồ nghề. Rồi, như mình đã giới thiệu lúc nãy, ở trên những cái phím đàn nó sẽ có những cái cao su đỡ phím. Đây là những cái cục cao su đỡ phím. Những cái cục cao su đỡ phím. Đây là những cục cao su đỡ phím. Khi phím chúng ta đánh xuống thì những cục cao su này nó có tác dụng làm êm, làm đệm để cho cái búa phía sau này này. Rồi, các bạn sẽ thấy bên sau này có những cái búa. Và khi mình đánh xuống thì cái búa này nó nhảy lên. Đó chính là tạo ra cái độ nặng. Cái này gọi là đối trọng trong cái phím. Đây. Đó, các bạn thấy mình xé ra nó như vậy. Đó, mình có thể lấy tay mình bẻ cái ra rất là ngay lập tức này. Đó, ha. Nát bát luôn. Đó, nát luôn. Cao su nó sẽ bị nát ra. Nữa nát vụn ra luôn này. Đó, mình cao su nhưng mà khi mình bóp thì nó nát vụn ra như vậy đây. Đó là lý do làm cho cái đàn của bạn bị sập phím xuống. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy hết những cái đầu cao su bị hư hỏng này ra, những cái cao su đã lão hóa rồi thì mình sẽ phá bỏ nó hết. Sau đó mình sẽ lấy một cái loại mới để gắn vào. Các bạn có thể thấy bụi rất là nhiều trong cây đàn này, nhưng mà bụi thì có thể nó không ảnh hưởng nặng bằng cái sụp phím này đâu. Tại vì sụp phím này nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái cảm giác đánh, và thậm chí là mình không thể đánh được nếu bị sụp phím. Chúng ta phải làm vệ sinh kỹ. Sau khi gấp hết cái này ra thì bên mình sẽ tiến hành hút bụi. Hút bụi xong thì mình là phải tra cái cao su và lại tra mở lại một lần nữa. Và mình hy vọng cái loại mỡ của Mitumi sẽ không có làm hư hỏng cao su giống như cái loại mỡ mà hãng đã cung cấp. Theo đối tác cung cấp mỡ cho mình thì người ta nói là cái loại mỡ mà Mitumi mua sẽ không làm hư hỏng các loại cao su nhựa. Thì mỡ tra phím đàn piano, mỡ tra phím đàn organ thì Mitumi đang cung cấp cho mọi người với mức giá rất là tốt. Một chai mỡ đủ có thể làm từ 7 đến 8 cây đàn với giá thành rất là ok nha các bạn. Các bạn cứ liên hệ cho Mitumi thì bên mình sẽ báo giá tùy cái trường hợp mà mình sẽ báo giá. Nếu các bạn là cá nhân thì các bạn sẽ mua theo một hộp cho nó rẻ, còn nếu các bạn là lớp nhạc hoặc là trung tâm sửa chữa, các bạn có thể liên hệ với Mitumi để lấy một cái mức giá sỉ rất là tốt. Đây là một loại mỡ màu trắng. Mỡ này cũng rất là đặc biệt nha các bạn, không phải là mỡ trong xe máy, cũng không phải là mỡ ổ bi bạc đạc đâu. Đây là một loại mỡ dành riêng cho phím đàn. Chúng ta phải chọn lựa đúng loại mỡ đó để không làm hư hỏng. Thậm chí hãng người ta cũng đã chọn lựa rất là kỹ nhưng mà vẫn bị hư hỏng đó. Hư hỏng này nó phá hết tất cả các cao su này. Và các bạn có thể thấy là mình không thể bao giờ mà sử dụng lại cái đống cao su bị hỏng này nữa. Nó đã nát hết rồi. Mình chỉ có cách là phải làm mới thôi, thay mới thôi. Toàn bộ quá trình hồi nãy đến giờ là gần nửa tiếng đồng hồ đó các bạn, tốn khá là nhiều thời gian. Mặc dù bên mình đã có kinh nghiệm với dòng đàn này rồi nhưng mà vẫn tốn khá là nhiều thời gian, lý do là cây đàn này nó quá nhiều phím và cấu trúc nó quá phức tạp. Đó, các bạn sẽ thấy bụi nó đi vào ngay trong cái kẽ của phím đàn mình và nó chui đột vào đây. Mình sẽ tiến hành vệ sinh lại.
Như các bạn đã thấy là Tuấn đã vệ sinh sạch sẽ. Nhìn mặt bây giờ khá là ổn rồi. Mình sẽ kiểm tra sơ lại, chứ không phải là mình để dơ dơ mình lắp vào thì sau này nó có những cái sự cố không mong muốn do mặt bị dơ gây ra. Thì các bạn có thể thấy ở đây này, khu vực này này, các bạn nhìn này, mặt đã bị oxy hóa rất là nặng rồi nè. Nhưng mà mình cứ để đây đã, xíu mình lắp vô, nếu mà có sự cố mình sẽ mở bàn phím và xử lý khu vực này. Còn nếu mà nó qua được thì thôi, mình không cần sửa. Trên tay mình là một cái bọc cao su dùng để sửa cái phím đàn của Casio dòng Revay. Đây là một loại cao su do hãng cung cấp, rất là ok. Thì nó có hai loại phím nha các bạn, phím màu đen và phím màu trắng. Thì ở trong đây nó có ký hiệu luôn cho mình luôn. Phím màu đen thì nó sẽ có chữ B ở đây. Đó, phím màu đen các bạn có thể thấy một chữ B nó nằm ở đây. Đó, chữ B. Còn phím màu trắng chắc chắn là chữ V kép rồi. Đó, mình sẽ kiếm một phím màu trắng đây. Phím trắng thì nó sẽ có chữ V kép. Đó, cho nên các bạn phải gắn cho đúng. Nếu các bạn gắn sai thì chắc chắn là nó sẽ bị sai rồi, nó không hoạt động được đâu. Cho nên chúng ta phải gắn cho đúng. Và các bạn có thể nhìn xuống đây, các bạn có thấy là những cái nốt dài hơn này nè. Đó, những cái nốt dài hơn này chính là nốt đen. Còn những cái nốt ngắn hơn là nốt trắng. Thì các bạn nhắn gắn vô thì dễ hình dung hơn. Đó là phương pháp của mình. Hai cái cây nó sẽ khác nhau rồi. Mình sẽ nhìn vào cái độ dài của hai cái cây đó và mình sẽ lấy cái phím nào mình gắn vào. Rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành. Khi các bạn nhét vào thì sẽ nhét theo hướng này. Đây, hướng này nha các bạn. Đây là phím đen, mình sẽ nhét mẫu một cái phím đen trước này. Các bạn nhét theo hướng này, ở đây có một cái lỗ, rồi các bạn nhét vào. Đó, vậy đó các bạn. Phím đang đánh theo cái hướng đó các bạn. Khi mà đánh xuống thì cái này nó sẽ nằm như vậy. Mình đánh xuống thì nó trượt vào. Thấy này, đó, cái phím nó nằm ở trong và nó hết bị sụp ngay lập tức. Rồi, ok rồi các bạn. Sau khi đã lắp đủ các loại đầu cao su vào trong phím thì chúng ta bắt đầu tra mỡ. Một lượng mỡ thật là nhỏ thôi nha các bạn, không cần quá nhiều mỡ. Lượng mỡ vừa đủ thôi. Đó. Như của mình đã từng giới thiệu ở trong clip trước thì bên mình dùng cái súng chuyên dụng của bên mình, nhưng mà cái súng đó bây giờ đã thay thế bằng loại súng này rồi. Thì loại súng này nó sẽ giống như với lại cái súng mà mọi người trong vật liệu xây dựng hay bắn cho mấy cái silicone đó, dùng để tra trong toilet hay là trong máy tôn đó các bạn. Đây là một cái súng rất là bình thường thôi, tầm giá 3-50 nghìn là mình sẽ có một cây rồi. Và loại mỡ này là do Mitomi cung cấp. Thì cái cây mỡ này các bạn sẽ thêm liên hệ mình để mua cái cây mỡ này. Mua về thì các bạn tra vào cây súng giống như vậy. Cách sử dụng cực kỳ đơn giản luôn, các bạn bắn ra và mỡ sẽ tràn ra đây. Đó, các bạn có thể thấy ở trên đây nó có một miếng. Và chúng ta tiến hành chét cái này lên nhẹ thôi. Đó, vậy là đủ rồi nha các bạn. Không cần nhiều, vừa đủ ha. Cứ để một miếng lên đó đi Tú. Cứ bán một miếng nhỏ lên thôi. Rồi, cứ bán một miếng nhỏ lên, các bạn để đó là ok. Rồi, việc bôi mỡ đã tiến hành xong. Rồi, các bạn có thể thấy mỡ đã được bôi rất là nhiều trong từng phím, các bạn phải bôi đủ đủ lượng mỡ để cho cái phím của mình không bị kẹt khi mà mình lắp lại. Đó, thì sau khi bôi mỡ xong thì cảm giác đánh sẽ rất là êm. Rồi, chúng ta tiến hành gắn tất cả các phím đen vào trước, sau đó chúng ta mới gắn phím trắng sau nha các bạn.
Rồi các bạn, thì hiện giờ bên mình đã lắp xong toàn bộ bàn phím của đàn lại và hy vọng cái đàn sẽ chạy ổn định. Nếu có sự cố về đàn Casio dòng Revay bị đứt, gãy hoặc là bị sập phím giống như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể liên hệ cho MeToMe để được sửa chữa giống như trong clip mà mình đã hướng dẫn cho mọi người. Nếu mọi người ở quá xa có thể mua linh kiện về để sửa chữa theo hướng dẫn của mình ở đây. Nãy giờ toàn bộ quá trình sửa chữa bên mình không giấu một thứ gì hết, tại vì tương đối là khó cho nên bên mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Rất là khó sửa nha các bạn. Đó, các bạn phải có kinh nghiệm từ việc tháo lắp phím đến việc tháo lắp những cái đệm cao su đó. Khó nhất là cái khó mà chúng ta không phải mở quá nhiều mà chúng ta có thể làm được. Thì sau khi lắp xong, mình sẽ tiến hành lắp phím lại vào đàn và test cái âm thanh của nó như thế nào. Nếu có sự cố phải khắc phục lại lần nữa. Cho nên khi làm các bạn hết sức cẩn thận đối với những bộ phận mạch điện tử, không được để mở hay là bụi dính vào nhiều thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là bị chết phím. Nó làm cho mình mất công, thời gian sửa sẽ gấp 2, gấp 3 lần so với lại mình làm kỹ một lần duy nhất. Rồi mình sẽ tiến hành lắp lại. Rồi các bạn, sau khi mà mình đã lắp lại sơ sài để mà mình test thì chúng ta bắt đầu khởi động đây. Rồi, đàn đã khởi động rồi. Hy vọng là mọi người thì sẽ làm thành công theo hướng dẫn của mình. Đây, mình sẽ test phím. Bây giờ đàn đã khởi động ok rồi các bạn. Mình tiến hành test phím nha. Revay là một cái dòng phím rất là ok nha các bạn. Phím rất là nặng và có cái độ nảy, có cảm giác lắm, đánh rất là sướng tay. Này, chúc mừng các bạn nào mà có dòng Revay bị hư thì các bạn hoàn toàn yên tâm, có thể được sửa chữa nhanh chóng tại MeToMe hoặc có thể mua linh kiện về để sửa tại nhà. Thì qua clip này mình hy vọng mọi người có thể biết được cái tình trạng của cái đàn mình nó như thế nào, có thể giải quyết được hay không, và thông báo cho những người quen có cái đàn Revay bị hư. Thì hy vọng clip sẽ giúp cho mọi người biết thêm được một số kiến thức về sửa chữa đàn tại nhà. Hy vọng mọi người sẽ cùng ủng hộ kênh của MeToMe hơn nữa. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. MeToMe Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.